Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chủ nhật thứ 28 hôm nay, chúng ta thấy một phép lạ đã xảy ra đối với những người bị bệnh phong. 10 người đã được Chúa chữa khỏi, nhưng chỉ có một người Samari quay lại tạ ơn Chúa, còn 9 người kia thì không. Chúa nói với anh, đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Sai lầm của chúng ta, những Kitô hữu, đó là đôi khi ta chỉ ngưng lại ở quà tặng của Chúa mà quên cảm tạ Ngài. Những ơn lành chỉ là nhịp cầu để ta gặp đứng ban ơn và lớn lên trong niềm tin cậy mến. Chúa muốn chúng ta quay lại vì Người muốn trao cho chúng ta chính con người Ngài. Nhiều lúc ta quá quen với những ân sủng của Chúa mà xem đó như là một điều rất bình thường, đến độ ta cảm thấy không cần phải biết ơn. Qua lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy nhận thức rằng tâm tình tạ ơn phải là tâm tình chủ yếu, chi phối lời cầu nguyện và cuộc sống của tôi. Hãy tạ ơn Chúa liên lỉ vì biết bao ơn lành Người đã ban cho chúng ta. Đời tôi là quà tặng của Chúa cho tôi. Ước gì nó thành quà tặng để tôi trao cho mọi người. Anh chị em thân mến, có rất nhiều nét trùng hợp giữa hai câu chuyện của bài đọc 1 và bài tin mừng của Chúa nhật thứ 28 thường niên. Bài đọc 1 kể chuyện ông Naaman người Syri được chữa lành. Còn bài tin mừng thuật lại một người phong cùi xứ Samari được khỏi bệnh. Hai câu chuyện cách nhau gần 1.000 năm, nhưng lại cũng có những nét tương đồng. Đó không chỉ là hai người mắc bệnh phong cùi, mà cả hai đều là dân ngoại. Rồi cả hai người đều mong mỏi và cầu xin được lành bệnh. Rồi cả hai đều đã được chữa lành và khám phá ra Thiên Chúa chân thật. Trước hết là tiếng kêu cùng khốn. Một đám người mắc bệnh phong cùi kéo đến trước mặt Đức Giê-xu và thưa với Người: Lạy Thầy Giê-xu, xin chủ lòng thương chúng tôi. Đây là lần đầu tiên Đức Giê-xu được gọi là Thầy, không phải do một nhóm môn đệ. Lời cầu xin này là một tiếng kêu cho thấy khoảng cách giữa các bệnh nhân với đấng có thể chữa lành, giữa con người tội lỗi và Thiên Chúa ba lần thành. Trong các thánh vịnh, người ta vẫn gặp những lời cầu nguyện tương tự. Đó là những lời thưa với Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, chậm bất bình và rất mực khoan nhân. Tác giả thánh vịnh cầu xin Thiên Chúa, còn những người mắc bệnh phong cùi nài xin Chúa Giê-xu. Phải chăng họ cũng biết rằng tên Giê-xu có nghĩa là Thiên Chúa cứu? Trong cuộc sống có những giờ khắc chán nản, cũng có những giờ khắc vui tươi. Trong những thời khắc ấy, lời lẽ thốt ra từ tâm hồn thường vượt quá những gì lý trí có thể hiểu. Tuy nhiên, những lời ấy lại cho thấy một phần mầu nhiệm con người đang chìm đắm, đó là lòng thương xót. Khi kêu xin Đức Giê-xu, trong chờ lòng thương xót của Người, lời phan xin của những người mắc bệnh phong cùi phản ánh chính kế hoạch của Thiên Chúa, đấng đã gửi đến cho chúng ta vị cứu tinh. Điều thứ hai, niềm tin trong thử thách. Đức Giê-xu nói với những người mắc bệnh phong cùi, hãy đi trình diện các tư tế. Đây không phải là một lời gây ngạc nhiên. Đúng là chỉ có các tư tế mới có quyền tuyên bố người nào mắc bệnh phong cùi, người nào không mắc bệnh. Và rõ ràng là các người mắc bệnh đã đến trình diện với các tư tế. Tiến trình mới này của họ chỉ có ý nghĩa nếu như nó nhằm kiểm chứng việc chữa lành. Do đó, lời nói của Đức Giê-xu cũng tương đương với một lời hứa chữa lành.
Tuy nhiên, lời hứa này cũng đặt niềm tin của họ vào thử thách. Họ phải tin vào lời Đức Giê-xu nên mới lên đường. Cũng có thể nghĩ về ông Na-a-man, vị ngôn sứ không chữa ông lành bệnh nhưng bảo ông đi tắm ở sông Giô-đan. Và ông đã cần phải có những lời khích lệ của những người cùng đi mới có thể vượt qua tính kiêu căng của mình mà đi đến nơi chữa lành. Điều này làm cho người ta nhớ lại lời của Đức Giê-xu: phúc thay ai lắng nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Điều thứ ba, tạ ơn. Một người trong bọn thấy mình được khỏi liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-xu mà tạ ơn. Sấp mình dưới đất, đó là nhận ra mình đang đứng trước mặt Thiên Chúa. Và theo kiểu nói của Kinh Thánh, đó là trước mặt Thiên Chúa mà mỗi người nhận rằng mình chỉ là tro bụi. Khi sấp mình dưới chân Đức Giê-xu, người mắc bệnh phong cùi bày tỏ tâm tình tạ ơn, bày tỏ lòng yêu mến của anh. Tạ ơn là hướng về Thiên Chúa với lòng yêu mến. Và hơn thế, khi sấp mình trước mặt Đức Giê-xu, người mắc bệnh phong cùi còn nhận ra Đức Giê-xu không chỉ là con người bình thường như bao người khác. Trước đây, khi cùng với các bạn thưa lên với Đức Giê-xu xin rủ lòng thương chúng tôi, anh đã nhìn nhận Đức Giê-xu như một vị ngôn sứ. Lúc này đây, đức tin của anh đã tăng triển và giúp anh nhận ra người đã chữa lành cho anh khỏi bệnh chính là Đấng Thần Linh. Câu chuyện càng thêm hấp dẫn khi tác giả tin mừng cho biết là người được chữa lành ấy lại là người Samari. Người Samari tức là một người ngoại bang. Trong bài đọc 1, ông Na-a-man cũng là một người ngoại bang. Ông thuộc về dân tộc vẫn thường có xung đột với dân Israel. Vẫn có mối thù nghịch giữa người Do Thái và người Samari. Và Đức Giê-xu muốn vượt qua sự thù nghịch ấy. Chúng ta còn nhớ rằng Đức Giê-xu đã có lần kể sự ngôn về người Samari nhân hậu. Và cũng có lần người nghỉ chân bên bờ giếng và nói chuyện với người phụ nữ Samari. Trước khi rời các môn đệ mà lên trời, Đức Giê-xu nói với các ông: anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp miền Giu-đê, Samari và cho đến tận cùng trái đất. Một cách nào đó, xứ Samari là một trong những nơi khởi đầu cho việc loan báo tin mừng khắp thế giới. Sau nữa là niềm tin không biên giới. Trong bài đọc 1, sau khi được chữa lành, ông Na-a-man đã tuyên bố: nay tôi biết rằng trên khắp mặt đất không đâu có Thiên Chúa ngoại trừ ở Israel. Từ lúc ấy, con người này đạt tới đức tin. Và ngay sau đó, ông thưa với vị ngôn sứ: xin cho phép tôi tới ngày đây mang về một số đất, và tôi tới ngài sẽ không còn dâng lễ toàn thiêu và hy lễ nào khác ngoài Đức Chúa. Vì trung thành với Đức Chúa mà ông đã nài xin như thế, hầu có thể thờ phượng Thiên Chúa chân thật và như là một cách thế để bày tỏ đức tin cũng như mối hiệp thông với Thiên Chúa. Niềm tin của ông đã vượt qua những biên giới và ông thờ phượng Thiên Chúa của toàn thể vũ hoàng. Kết luận: hai con người này, ông Na-a-man và người phong cùi xứ Samari, vẫn là mẫu gương tốt cho chúng ta. Lời cầu xin của những người phong cùi cũng là lời cầu xin của chúng ta. Và như người Samari, chúng ta phải biết luôn tạ ơn Chúa. Rồi cũng như ông Na-a-man,
chúng ta tập thờ phượng Thiên Chúa ở mọi nơi. Xong nữa, như hai người này, chúng ta cũng phủ phục trước Thiên Chúa để trao phó cho người tất cả gánh nặng của cuộc đời. Xin người chữa lành và giải thoát chúng ta. Cuối cùng, phải luôn tạ ơn, bởi vì mọi uy lực, vinh quang và danh dự đều thuộc về Thiên Chúa đến muôn thuở muôn đời. Amen. Chúa ơi, con nguyện xin yêu Chúa chẳng khi ngơi. Dù gian truân, con nguyện xin theo Chúa suốt cuộc đời. Dù có lúc tâm hồn con xao xuyến cay đắng nhiều, thì chung kiên, con nguyện xin theo Chúa không rời. Con xin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời, để đam ân tình Ngài thương ban cho từ lâu. Con xin tha thiết thốt lên một lần nữa, là con quyết luôn theo Ngài. Này Chúa ơi, sao Ngài không lên tiếng cho con vui? Ngài im hơi cho hồn con lo lắng âu sầu nhiều. Này Chúa ơi, sao Ngài yêu con đến như thế ư? Đành hy sinh nên thần lương nuôi sống muôn người. Con xin tha Chúa đến giây phút cuối cuộc đời, để đam ân tình Ngài thương ban cho từ lâu. Con xin tha thiết thốt lên một lần nữa, là con quyết luôn theo Ngài. Chúa ơi, tâm hồn con thao thức xuân canh thâu, chờ mong sao như đàn nai khao khát nương nguồn trào. Này Chúa ơi, xin Ngài thương mau đến thăm viếng con, vì con đây đang hoài mong Chúa đến thăm hồn. Này Chúa ơi, xin Ngài thương ban phúc cho con luôn. Dù ra sao, không bội ơn Thiên Chúa ban đầy tràn. Dù thân tin, nhưng bền tâm tin Chúa luôn thứ tha. Tình cha thương, ôi tình thương không bến không bờ. Con xin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời, để đam ân tình Ngài thương ban cho từ lâu. Con xin tha thiết thốt lên một lần nữa, là con quyết luôn theo Ngài. Con xin tha Chúa đến giây phút cuối cuộc đời, để đam ân tình Ngài thương ban cho từ lâu. Con xin tha thiên thốt lên một lần nữa, là
con quyến luôn theo Ngài. Là con quyến luôn theo Ngài. Là con quyến luôn theo Ngài.